Bhimiso Bhagavarahang Sammasambuddho Vichya Charana Sampanno Sugato Lokavido Anuttaro Buddhisadhamma Sarathi Sattadeva Manussanam Buddho Bhagavati Svakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehibasiko Banayiko Bhajantam Veditambo Vinyuhiti Sumpati Bhagno Bhagavato Savakasangho Ujjupati Bhagno Bhagavato Savakasangho Nyayapati Bhagno Bhagavato Savakasangho Samyajjipati Bhagno Bhagavato Savakasangho Yadidam Chanta Riburi Sayuga Niyathaburi Sabungala Eisa Bhagavato Savakasangho Ahunayo Pahunayo Dakkhinayo Anchalikaraniyo Anuttaram Bunyakhetam Lokasati Tăng là bậc từ hòa nghiêm tịnh Dứt trần lao đạo quả viên thành Lục căn vắng lặng vô sinh Ấn cúng cao thượng nhân lành thế gian Sa đu, sa đu, sa đu Chúng con xin thành kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng Với tấm lòng cung kính sâu sắc nhất của gia đình chúng con ạ. Dạ, cả nhà đọc theo con lời sám hối trước năm bậc ân đức. Buddha hai tiếng Phật Đà soi sáng chánh đạo giúp ta an bình. Cao cả tối thượng anh minh. Ngài đã tế độ chúng sinh mê lầm. Cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn. Con xin sám hối lỗi lầm vô minh. Duyên sinh cố ý vô tình. Con xin sám hối uy linh Phật Đà. Dhamma lời dạy Buddha. Hành pháp chứng ngộ thoát qua cõi phiền. Pháp Phật thiết thực hiện tiền. Giúp ta rõ biết não phiền thế gian. Con xin kính lễ Dhamma. Do thân khẩu ý gây ra lỗi lầm. Con xin sám hối pháp lành. Mong sớm thoát khổ vô sanh niết bàn. Sangha tiếng gọi chư tăng. Khổ công gìn giữ bao năm đến giờ. Chư tăng đáng để nương nhờ. Thánh tăng xứng đáng tôn thờ tháp cao. Con xin kính lễ Sangha. Con xin sám hối tăng già cao thanh. Phàm tăng cho đến thánh tăng. Thật tâm sám hối ăn năn lỗi lầm. Bao năm tam bảo thăng trầm. Nhiệm màu chánh đạo thậm thâm giúp đời. Tam bảo phổ độ muôn nơi. Chúng sanh bớt khổ, con người hiền lương.
Dạ, nhưng có sự chứng minh của chư Đại Đức Tăng thì con cũng xin dẫn cho các chị em, các anh em trong gia đình đọc lời sám hối trước cha mẹ. Đời này cũng như vô lượng kiếp cha mẹ về trước, chúng con có lỡ phạm những lỗi lầm gì do vô tình hay cố ý đã lỡ phạm đến ơn đức của cha mẹ, chúng con từ nay xin sám hối để những cái lỗi lầm nào mà chúng con đã lỡ tạo thì cha mẹ cũng tha lỗi cho chúng con, để chúng con luôn được sống trong ơn đức của cha mẹ, cho chúng con đời này luôn được núp bóng của cha mẹ để được an vui. Xin cả nhà đọc theo con. Cúi đầu đảnh lễ mẹ cha, ngưỡng mong mở lượng hải hà bao dung. Tội con bất hiếu muôn ngàn, ấu thơ cho đến thành nhân vẫn còn. Một đời tần tảo lo toan, gian truân bao độ lòng son chẳng sờn. Bút nào tả hết yêu thương, lời nào nói đủ đoạn trường gian lao. Tóc xanh cho đến bạc màu, vì con tất cả nghĩ đau phần mình. Phật xưa rằng đấng sanh thành là trời phạm đế đức lành bao la. Thiện thần ngự trị trong nhà, cổ nhân thánh đức chói lòa ngàn sao. Bậc thầy tiên khởi thanh cao, dạy con từng bước đi vào lớn khôn. Dù hai vai cõng song đường, trăm năm chưa đủ đáp ơn sâu dày. Con từ thơ dại đến nay, xét ra lỗi đạo lầm sai lắm điều. Những mong mình được nuông chiều, biết đâu cha mẹ bao nhiêu u phiền. Lời răn của đấng từ nghiêm, ít khi tạc dạ trọn niềm kính yêu. Ấm no chỉ biết phần mình, mẹ cha mòn mỏi chút tình đợi mong. Tình cha nghĩa mẹ biển đông, tình con đáp lại giọt xương đầu cành. Nhớ công giáo dưỡng sanh thành, sáu thời cung dưỡng ba canh phụng thờ. Từ nay cho đến trọn đời, sống theo hiếu đạo nương nhờ Phật ân. Ngưỡng cầu minh chứng lòng con, nghiêng mình kính lễ sắc son một niềm. Cầu cha mẹ trọn phước duyên, nghiêng mình kính lễ vô biên nguyện cầu. Nguyện đem hiếu đạo làm đầu, nghiêng mình kính lễ ân sâu đáp đền. Mẹ hiền mang nặng đẻ đau, chỉ mong con lớn con mau nên người. Mẹ nghèo gom gánh rạ rơm, nuôi con ăn học để thơm tiếng đời. Mẹ là tất cả mẹ ơi, trăm năm mẹ gánh đời con lưng còng. Mẹ đem một nắng hai sương, đem ra chợ đổi làm đường con đi. Mẹ là trăng sáng thiên thu, soi đường con bước lãng du hải hà. Mẹ là dòng sữa ngọt ngào, là lời ru để con vào giấc mơ. Mẹ là cả một bài thơ,
là câu hát lửa ầu ơ phí dầu. Mẹ ơi dài rộng nghĩa tình, phát khô bầu sữa nên hình hài con. Hôm nay là ngày, là một cái đêm cuối cùng mà chúng con còn có mái ở trên trần đời này. Thì những cái phước nào mà chúng con đã tạo từ quá khứ đến nay thì chúng con cũng hướng tâm dâng lên cho má, biết rằng má ở trên trời cao, má cũng nhìn xuống chúng con, thấy chúng con được tốt đẹp thì má cũng vui. Tụi con với tấm lòng cung kính nhất thì tụi con cũng hướng về má, chi những phút nào mà tụi con có được đến má, mong má ở cảnh giới nào cũng đều được sự an vui. Và con cũng còn có một người má còn sống ở trên đời nữa, con cũng kính dâng những cái phước nào con có, kính dâng đến má, mong má có được nhiều sức khỏe, nhiều ăn vui, mong má sống ở trên đời lâu hơn để cho chúng con được phụng dưỡng má, để cho chúng con có được phước được nương nhờ má. Những lỗi lầm nào mà con có lỡ tạo đến má thì mong má cũng tha lỗi cho con. Và những phước nào mà má có, con cũng xin phước đến má. Má là cho phước đến chúng con. Sa thu, sa thu, sa thu. Dạ, cả nhà đọc theo con lời xin giới. Ma văn bàn tê sam sa ra quát ta đúc kha tô mô chánh na tha gia ti sa ra nề na sa ha ban cha si lăng đầm măng gia cha ma anu ga hằng ca toa si lăng đê tha nô bàn tê đu ti giam bi ma văn bàn tê tham sa ra vát ta đô kha tô mô chánh áp tha gia ti sa ra nề na sa ha bành cha si lăng đam măng gia cha ma anu ga hằng ca toa si lăng đề tha nô bàn tê tha ti giam bi ma văn bàn tê sam sa ra quát ta đúc khá tô mô chánh na tha gia ti sa ra nề na sa ha bành cha si lăng đam măng gia cha ma anu ga hằng ca toa si lăng đề tha nô bàn tê. Kính bạch chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ và hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì, lần thứ ba. Yamaham Vadami Tam Vade Tha Ama Bàn Tê Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Quý vị đọc ba lần. Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa.
Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sangkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sangkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Duttiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Duttiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Duttiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Duttiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Duttiyampi Sangkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Duttiyampi Sangkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tatiyampi Sangkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi Sangkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Ti sarana ramanam paribhunam ama bante banati bata ve ramani sikkha padang samadhiyami banati bata Vê Ramani Sikha Ba Đăng Samadhiya Mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna Dana Vê Ramani Sikha Ba Đăng Samadhiya Mi. Adinna Dana Vê Ramani Sikha Ba Đăng Samadhiya Mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame su mitcha chara ve ramani sikha badang samadhiyami.
Kame sumicha chakra Vramani sikha badang samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musa wada vramani sikha badang samadhyami. Musa wada Vramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura meraya metta bama dathana Vramani sikha badang samadhiyami. Sura meraya metta bama dathana Vramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Ti sara ne na saha bằng cha si lăng đam măng sa đu căng cát tà hoa áp ba ma đề na sam ba đề tha. A ma bàn tê. Quý Phật tử, sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, hãy cố gắng vâng giữ và hành theo đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. Dạ xin vâng. Si lê na su ga tin dân tí, si lê na bố ga sam ba đà, si lê na nếp bu tin dân tí, ta sam ma si lăng quý sô đà dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang, có đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát nhập Niết Bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy nên quý vị hãy ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nha. Lành thai y đăng mê buôn nhân y đăng mê buôn nhân a sa quát kha gia a sa quát kha gia hoa hằng hồ tu hoa hằng hồ tu y đăng mê si lâm y đăng mê si lâm niết bàn na sa niết bàn na sa ba cha vô hồ tu ba cha vô hồ tu ma ma buôn nha ba găng ma ma buôn nha ba găng sa ba sa ta năng sa ba sa ta năng ba chi mi ba chê mi tê sáp bê tê sáp bê mê sa măng mê sa măng bùn nha ba găng bùn nha ba găng la phan tu la phan tu. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trầm luân. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trầm luân. Phước lành giữ giới của con nguyện là duyên chứng ngộ được Niết Bàn. Phước lành giữ giới của con nguyện là duyên chứng ngộ được Niết Bàn. Phần phước của con xin chia đều đến tất cả chúng sanh. Phần phước của con xin chia đều đến tất cả chúng sanh. Nhất là bà Trịnh Thị Sen. Nhất là bà Trịnh Thị Sen. Hưởng thọ 83 tuổi. Hưởng thọ 83 tuổi. Cầu mong cho bà được tái sanh về nơi nhàn cảnh. Cầu mong cho bà được tái sanh về nơi nhàn cảnh. Mong tất cả chúng sanh hãy thọ nhận phần phước này được đều nhau. Mong tất cả chúng sanh hãy thọ nhận phần phước này được đều nhau. Sa thu sa thu sa thu. Cả nhà đọc theo con ha. Kính bạch chư đại đức tăng. Tất cả chúng con kính dâng đến chư đại đức tăng những tấm y cùng với những lễ phẩm vật dụng này. Kính mong chư đại đức tăng từ bi thọ nhận, và chúng con kính dâng phước báo này đến thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, nhất là cha mẹ trong đời sống này, nhất là bà Trịnh Thị Sen. Cầu mong cho má ở cảnh giới nào cũng đều được sự an vui. Và chúng con cũng kính dâng phước này đến cho sư má con là cô Thu Nữ Sô Na cùng ba chồng con là ông Nguyễn Phú Cường. Cầu mong cho má và ba luôn nhận phước báo này của chúng con làm luôn được an vui trong đời sống hiện tại và sớm chấm dứt khổ sanh tử luân hồi. Và con cũng xin kính dâng phước này đến, hồi hướng phước này đến cho bố con là ông Vũ Văn Chính cùng tất cả thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên cùng tất cả chúng sanh.
ở xung quanh nơi đây và tất cả chúng sanh ở khắp nơi mong nhận được phước báo này, được thoát khỏi mọi cảnh khổ, được an lạc lâu dài. Chúng con kính dâng lần thứ nhì. Chúng con kính dâng lần thứ ba. Sa thu sa thu sa thu. Và chúng con cũng kính thỉnh sư cả ban bố cho tất cả chúng con một thời pháp. Nhưng cái ngày trọng đại hôm nay là cái ngày giống như là một cái mốc ngoặt mà tất cả chúng con phải chịu đựng, phải gánh chịu, đó là sự mất mát của những cái đấng sinh thành của chúng con. Mong cho Đại Đức Tăng hoan hỷ ban bố cho tất cả chúng con một thời pháp. Và những cái nhất là má con có ở cảnh giới nào cũng được nghe pháp của Chư Tăng, mong phước nghe pháp của chúng con là phước lành to lớn để chúng con kính dâng đến những bậc sinh thành. Với phúc báo to lớn này, mong cho Đại Đức Tăng hoan hỷ thuyết pháp cho tất cả chúng con được nghe. Sa thu sa thu sa thu. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý cô tu nữ cùng gia quyến. Tôi xin phép chư đại đức tăng để được chia sẻ một thời pháp đến gia đình tăng quyến. Kính thưa quý vị, khi chúng tôi bước tới đây, chư tăng ở thiền viện Nguyên Không, thiền viện Buddhamitta cùng quý cô tu nữ đến đây với sự cung kính đón chào tiếp rước một cách trân trọng, trang nghiêm, thanh tịnh. Gia đình của quý vị là những gia đình có lòng tin nơi Tam Bảo, tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, và được chư tăng tu nữ ở các chùa viếng thăm một cách tốt lành, trân quý, dù ở xa xôi, dù các ngôi chùa, các tự viện xa xôi ở thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đắk Lắk, Nha Trang, Đà Lạt, Lâm Đồng và những vùng xa xôi ở nước ngoài cũng gửi lặng hoa đến để đi viếng, nhất tâm cầu nguyện đến cho cụ bà Trịnh Thị Sen được siêu sanh về nơi nhàn cảnh. Tăng chi Đức Phật dạy rằng có năm phước báu khi tăng tới nhà: một là tịnh tĩnh từ xa, con đường thiên giới mở ra đón chào; hai là đảnh lễ mời vào sao sinh quý tộc cao sang mọi dòng; ba là diệt bọn sẻn lòng, sáu đại oai lực hiên ngang giữa đời; bốn là tùy sức thí tài, sáu đại tài sản tăng hoài không nguôi; năm là hỏi pháp tùy thời, sáu đại trí tuệ hơn người thế gian. Đó là năm cái phước báu một gia đình có thể có được khi nhân bậc xuất gia
giới hạnh quang lâm về tư gia của mình. Chúng ta hãy cùng nhau chắp tay đảnh lễ tán thán bằng ngôi ân đức Tam Bảo với tấm lòng cung kính sâu sắc nhất. Samanta chakawa le su atragan chan tu de wata sadamang muni ra cha sa sunantu sak gamong khadang Dhamma sawana kalo ajam badanta Dhamma sawana kalo ajam badanta Dhamma sawana kalo ajam badanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Cội Bồ Đề trang nghiêm thiền tình, thắng thiên ma vạn trưởng trùng trùng. Con xin lạy đấng đại hùng rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Bát chánh đạo con đường chánh pháp, đưa chúng sanh thoát khỏi bờ mê. Nay con một niệm quay về quý y Pháp Bảo Bồ Đề Từ Tâm. Tăng là bậc hiền từ nghiêm tình, giúp trần lao đào quả viên thành. Lục căn thanh tịnh vô song, ứng cúng cao thường phước lành thế gian. Chúng đệ tử sẽ nghiêm tình thân khẩu ý, cung kính đảnh lễ tán thán bằng ngôi ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đấng toàn trí diệu giác, vô lượng từ bi. Ngài đã bè gậy bánh xe sanh tử luân hồi, là thầy của chư thiên và nhân loại. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược, năng chữa bình khổ thân và khổ tâm của chúng sanh. Những ai thực hành theo chánh pháp hằng được sự an vui. Tăng là đệ tử của Đức Phật, các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do năng lực đảnh lễ ân đức Tam Bảo, cầu mong ân đức Tam Bảo, chư thiên, chư phạm thiên, các vị có đại oai lực, có đại thần lực, thiên gia hộ, bảo trì, bảo trợ cho bà Trình Thị Sen cùng cửu quyền, thất tổ, thân bằng, quyến thuộc, ông bà, cha mẹ, nội ngoại hai bên, đã quá vạn của các gia đình thí chủ, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Trong cảnh giới tái sanh của mình được kết quả làm người, quả trời cùng quả an vui, và cũng cầu mong hồng ân Tam Bảo phước báo các vị chư thiên, chư phàm thiên, các vị có đại oai lực, có đại thần lực, xin gia hộ độ trì cho chư đại đức tăng, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử đang hiện diện nơi đây cùng thân quyến. Cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui, mạnh khỏe, hanh thông trong mọi công chuyện, được thuận duyên trong đời sống và thành tựu được các ước nguyện lành. Nam mô Buddha giá, Nam mô Dhamma giá, Nam mô Sangha giá. Kính bạch chư đại đức tăng, hôm nay tôi xin phép chư đại đức tăng để chia sẻ hội chúng một thời pháp thoại. Thời pháp mang tựa đề có ba loại bóng mát. Đăng khi tới đây thì chúng tôi chọn cái chủ đề khác, nhưng mà có người gia đình yêu cầu thuyết về đề tài của mẹ cha, nên tôi chuyển tông qua thuyết cái đề tài ba loại bóng mát. Rất là nhiều lần tôi thuyết về đề tài này, nhưng hôm nay có sự yêu cầu quý vị, tôi xin mạn phép trình bày lại cái đề tài này. Thỉnh thoảng, thưa quý vị, trong tất cả các bài kinh lớn nhỏ, Đức Phật có dạy đến các nơi nương nhờ, các loài bóng mát, các nơi bảo hộ, như là bóng mát của cha mẹ, bóng mát của quyến thuộc, bóng mát của giới hạnh, bóng mát của lòng từ, bóng mát của Tam Bảo, bóng mát của thiền định và bóng mát của trí tuệ. Thì hôm nay tôi lọc ra và chia sẻ đến quý vị ba loại bóng mát. Thế nào là ba bóng mát của cha mẹ, bóng mát của vợ chồng, và thứ ba là bóng mát của Tam Bảo? Thưa quý vị, cha mẹ là bóng mát tối thượng,
là nơi nương nhờ tối thượng cho tất cả chúng ta. Cha mẹ đã sinh chúng ta ra, nuôi chúng ta khôn lớn và giới thiệu chúng ta vào cuộc đời này, cái hình hài này, cái vóc dáng này là của cha mẹ từ khi mảnh thân này vừa có. Thì mẹ cha lo đó lo đây, thương con mẹ hẻo vóc gầy, dưỡng tử cha chịu đắng cay muôn phần. Công ơn cha mẹ thì như trời như bể. Quý vị thấy cha mẹ, mẹ của quý vị đó, cha của quý vị năm nay là ngoài 80, tám mấy rồi, mà đẻ đến 7 người con. Thì quý vị tưởng tượng lại cái sự gian truân, nhọc nhằn, khổ ách của cha mẹ mà nuôi cho quý vị lớn khôn đến bây giờ, thành danh, thành tài. Phải không? Ai cũng có công ăn việc làm, thuận vờ gả chồng, tạo dựng sự nghiệp. Bao gian truân, bao nhọc nhằn, bao khổ ách. Tôi nghe anh Hải với cô Trúc kể đó, bà là gần như mới học có lớp 3, lớp 4 gì à, mà bà tính rợ đó. Không? Tính rợ là biết quý vị biết tính rợ không ta? Là tính nhẩm á, là không ai tính bằng đâu, siêu lắm, không có lộn đồng nào đâu, giỏi lắm. Mấy người tính rợ là tính hay lắm. Tính rợ là tiếng quản trị đó, còn nói tiếng mình là gọi là tiếng nhảy, tính nhẩm đó. Xẹt xẹt cái là ra tiền, xẹt xẹt cái là ra tiền. Rồi lại cũng không thua ai đâu, ra đời là coi như là coi như là chọi hết, chấp hết, tức là cũng bà dữ lắm chứ không phải chơi đâu. Nuôi bầy con này mà vẫn chơi đâu, hiền sao lưu nuôi nổi, phải vậy không kìa, dữ lắm, tội. Mẹ tôi cũng vậy, cũng bảy mặt con, gian truân dữ lắm. Mẹ tôi coi như là vào miền Nam này năm 1977, gia đình tôi đó, và chạy giặc năm 1973 là quý vị, tôi còn nằm trong bụng đó. 72 là chạy giặc rồi tôi còn nằm trong bụng, năm 73 vào Đà Nẵng sinh tôi. Mà quý vị, một bầy con như vậy mà lồi bộ từ Quảng Trì mà chạy vô Đà Nẵng, tôi kể lại mà không tang thương thôi. Coi như là mẹ tôi là gánh trên vai đó, hai cái giống, gọi là triên giống đó, là hai đứa con. Một bà chị với hai bà chị là nằm trên chiếc giống là con nhỏ, còn tôi thì nằm trong bụng. Còn cha tôi thì phải cổng hai ông anh và thêm mấy người nữa. Gian truân nó như vậy mà không bao giờ thề than trách con cái mình có hư đốn có như thế nào đến nữa, có gian khổ như thế nào cũng không hề than trách, hờn trách. Mà dù con cái mình có thành danh, có đỗ đạt như thế nào đến nữa thì cha mẹ đối với người con ấy cũng cần được đùm bọc, cần được chở che, cần được nuông chiều, cần được ôm ấp. Nó thiệt cho cha mẹ quý vị già vậy nhưng mà vẫn lo cho con gái của mình, lo cho đến chết luôn thưa quý vị. Đó là một cái tình thương vô bờ vô bến mà cha mẹ dành cho con gái. Bởi vậy mới gọi là cha mẹ là như những vị trời phàm thiên là vậy đó. Tại sao gọi là vị trời phàm thiên? Bởi vì cha mẹ có bốn cái đức từ bi hỷ xả đối với con cái. Thì vua trời phàm đức, xin lỗi quý vị, Đức Trời Phạm Thiên đó cũng có bốn cái đức từ bi hỷ xả đối với chúng sanh. Đức Phật có bốn cái đức từ bi hỷ xả đối với chúng sanh. Nên tại sao một thỉnh thoảng á, trong kinh Nguyên Thủy thì không có nhắc tới, nhưng mà trong những cái dạng kinh khác thì có nhắc tới nữa. Cha mẹ tại thiên như Phật tại thế. Như là để mà ví như cái bốn cái đức đó của người mẹ đối với người con thì như Đức Phật đối với chúng sanh. Nên mình đối với cha mẹ thì cũng giống như chúng sanh đối với Phật vậy đó. Bởi vậy mà quý vị biết đó, cái ông gương cha mẹ mà Đức Phật nói không có cách nào mà chúng ta trả nổi hết đó, bằng vật chất hết đó. Này các tỳ kheo, nếu có ai vai trái cổng cha mà vai phải cổng mẹ 100 năm đi suốt quả địa cầu này, 100 năm đi suốt quả địa cầu này, dẫu người ấy có đài tiền hay tiểu tiền trên vai của người ấy, dẫu cha mẹ có đài tiền hay tiểu tiền trên vai của người ấy, cũng không phải vì vậy mà đền ơn đáp nghĩa đầy đủ cho cha mẹ. Dẫu 100 năm đi suốt quả địa cầu này,
dầu vị ấy có đấm bóp sức dầu cho cha mẹ, cũng không phải vì vậy mà người ấy đền ơn đáp nghĩa đầy đủ cho cha mẹ. Vì cha mẹ có ân có nghĩa với người ấy, sanh người ấy ra, nuôi người ấy khôn lớn và giới thiệu người ấy vào cuộc đời này. Nếu không có cha mẹ làm sao quý vị có cái thân này? Thưa quý vị, làm sao có cái thân này để mà làm các phước báo này đây? Làm sao có cái thân này để làm các thiền sự, bố thí cúng dường, tu tập, phát khởi lòng tin nơi Tam Bảo để đem lại sự an vui hạnh phúc cho đời này và đời sau? Nếu không có cha mẹ mình, chẳng hạn như không có cha có mẹ, mình lọt vào, mình tái sanh vào một cảnh giới thấp hơn, súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, Atula chẳng hạn, thì cơ hội làm phước ở đâu? Bởi vì có cha mẹ, có cái thân của cha mẹ mới có chúng ta hiện hữu trên cuộc đời này. Đức Phật thì cũng dạy đến là cái như là như vậy á. 100 năm mà gần như đấm bóp sức dầu, rồi cộng cha mẹ trên lưng vậy đó, đi suốt quả địa cầu cũng đền ơn nổi. Dẫu 100 năm dẫu tại đấy, người ấy có chinh phục có quả địa cầu này, đặt cha mẹ lên ngôi vị của vị chuyển luân thánh vương, vua của các loài vua, cũng không phải vì vậy mà đền ơn đáp nghĩa được cho cha mẹ. Ngài nói không có cách nào bằng vật chất mà đền ơn được hết đó. Bởi vì cớ sao? Cớ sao thưa quý vị? Quý vị có đưa cha mẹ lên ngôi vị vua, ngôi vị của hoàng tử, ngôi vị của cái như là công chúa, của hoàng hậu, chinh phục quả quả địa cầu này cao lắm cũng khổ cũng sướng con đời, không? Mà tôi hay giảng ở chùa đó, làm hoàng hậu, làm coi như là công chúa, làm bá tước rồi gì cũng có ngày đưa vào lãnh cung mà, thấy không? Biết lãnh cung không? Lãnh cung là cái nơi mà bị coi như là giam cầm, mà cắt o, mà gọi là hết hàng sử dụng rồi đó. Ở đây mà châu báu vô tri hết, mà pho sách quần phương lộ ý nhiều, phải tìm cho được hoa cung cấm. Xem thử tên hoa có mỹ miều, mà ngoài kia trời đã đổ duyên chưa, trời ở trong nay chẳng có mùa. Đó, thân phận của bây bà đưa vào lãnh cung đó. Thấy chưa? Một đời mà coi như là cha mẹ mình có làm những cái, đặt với những ngôi vị của những vị vua, rồi vì, xin lỗi quý vị coi như là hoàng hậu, chánh cung hoàng hậu, rồi thê thiếp rồi gì rồi, cũng có ngày bị đưa vào lãnh cung. Mà có làm vua đi nữa đi, cha mình làm vua đi, mẹ mình làm coi như là gì, kêu bằng, nếu mà người nữ mà làm vua là gọi nữ hoàng hả? Cũng có thể gọi là coi như là nữ hoàng, thì cũng chẳng chỉ là sướng, tạo ra bao nhiêu ác nghiệp, phải không? Vua nào đâu mà không có muốn giang sơn mình được rộng mở, rồi đi chinh phạt. Giống như bây giờ quý vị thấy thế giới không? Những đất nước rộng lớn lớn rồi, nhưng mà họ cũng đâu có yên đâu. Họ cũng sẵn sàng đi chinh phạt những đất nước nhỏ hơn để mở mang bờ cõi. Thấy chưa? Tạo bao nhiêu là ác nghiệp, chắc chắn là đem lại sự đau khổ trong đời này và đời sau. Thì chúng ta trả ơn cha mẹ bằng cách nào đây? Khi cha mẹ còn sống thì chúng, những ai trong kinh Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật dạy đó, những ai mà có cha mẹ không có lòng tin, thứ nhất là không có lòng tin, thì hướng dẫn khuyến khích cho cha mẹ vào có lòng tin nơi Tam Bảo, tin nơi nghiệp và quả của nghiệp. Mà khi mà cha mẹ đã có lòng tin nơi Tam Bảo, tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, chắc chắn cha mẹ sẽ không làm những điều bất thiện. Hướng tâm tu tập làm những điều thiện lành, tốt lành về thân, về khẩu, về ý, đem lại sự an vui, hạnh phúc, không những cho đời hiện tại mà cho đời tương lai. Thì đó là cái cách mà chúng ta báo ơn đầy đủ cho cha mẹ. Ở đây những ai mà còn cha mẹ ở đời thì cố gắng khuyến khích hướng dẫn cho cha mẹ tin vào Tam Bảo, tin vào nghiệp và quả của nghiệp, nó quan trọng vô cùng luôn. Quý vị có cơ hội nghiên cứu về Tam Bảo, nghiên cứu một cách
chuẩn mực một cách chính xác thì mới hiểu được ơn đức Tam Bảo nó sâu dày, nó cao thượng. Hãy gương cao ngọn cờ chân lý, hãy hoằng dương chánh pháp cao minh. Những lúc bàn tay kinh khủng lạnh lùng siết chặt tim ta, đừng tưởng nhớ đến chư thiên thần thánh, vì như ta họ cũng run sợ hãi hùng. Giữa rừng già hiu quạnh trong bóng tối chập trùng, khi ngọn đèn hy vọng lao chao muốn tắt, đừng tưởng nhớ đến chư thiên thần thánh, vì như ta ánh sáng họ cũng tàn. Trong giờ phút lâm ly hấp hối, lời nghẹn giữa đôi môi lệ trào như suối, đừng tưởng nhớ đến chư thiên thần thánh, vì như ta họ cũng nhỏ lệ biệt ly. Hãy ngước mắt lên nhìn ngọn cờ Tam Bảo, tưởng nhớ đến Đức Phật bậc chiến thắng oai hùng, tưởng nhớ đến pháp bảo ánh sáng huy hoàng vĩnh cửu, tưởng nhớ đến tăng già tập đoàn giới tình đức cao. Hỡi đạo hữu, hãy là chiến sĩ giữa quân thù phiền não, mắt đừng lìa ngọn Tam Bảo uy kỳ, tâm đừng xa ơn Đức Phật Pháp Tăng, hãy dũng bước trên con đường giải thoát. Ơn Đức Tam Bảo là sâu dày, là cao thượng. Và nếu chúng ta có cơ hội hướng dẫn cho cha mẹ hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp, về nhân quả, tất cả chúng hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là điểm tựa, nghiệp là quyến thuộc. Chính nghiệp phân biệt chúng sanh, có hào liệt, có cao sang. Hướng dẫn cho cha mẹ biết thế nào là pháp thiện, thế nào là pháp bất thiện. Pháp thiện đem lại sự an vui hạnh phúc, pháp bất thiện đem lại sự đau khổ trong hiện tại và tương lai. Nếu cha mẹ chúng ta hiểu về Tam Bảo, hiểu về nghiệp và quả của nghiệp, chắc chắn là một nơi nương nhờ tối thượng cho cha mẹ, đem lại cho cha mẹ sự an lạc, hạnh phúc cho đời này và đời sau. Đó là cách chúng ta báo ơn đầy đủ nhất cho cha mẹ. Và những ai mà có cha mẹ bọn sẹn, bón rít keo kiết, thì hướng dẫn khuyến khích cho cha mẹ vào bố thí, xả tài. Sự bố thí, sự xả tài này đem lại lợi ích cho đời này và đời sau, chắc chắn rồi đó. Người bố thí, người thí chủ được quần chúng yêu mến và ái mộ, tiếng đồn tốt đẹp được truyền đi. Họ đi đến bất cứ hội chúng nào cũng với lòng từ tài ung dung, không rụt rè, lo âu, sợ hãi, vân vân. Người bố thí, người thí chủ được bậc trí, bậc chân nhân thân cận, gần gũi và thương tưởng. Quý vị không những là người có lòng tin gia đình của quý vị, mà gia đình quý vị là một gia đình xả tài, bố thí với bàn tay rộng mở và có giới hạnh. Những cái đức tánh này, chính những đức tánh này đã hiện khởi ngay đây, ngay chúng ta đây. Bao nhiêu chùa chiền, chư tăng ghé thăm, viếng thăm, tới viếng gia đình của quý vị, không phải vì miếng ăn đâu thưa quý vị. Không phải vì, dù gia đình quý vị có giàu có ngất trời, nếu không phải là những gia đình có đức hạnh, không phải là những gia đình có lòng tin nơi Tam Bảo, thì chúng tôi cũng không có mặt đây làm gì. Cuộc đời của chư tăng á, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hai gói mì tôm thôi quý vị là đủ một bữa rồi. Bởi vì lòng thương tưởng cho những gia đình có lòng tin, thương tưởng đến những gia đình có giới hạnh, với bố thí với bàn tay rộng mở, nên chúng tôi chư tăng ở các chùa có mặt ở đây với lòng thương tưởng. Người bố thí, người thí chủ sau khi tân hoại mạng chung được sanh lên cõi trời thiền thú, cõi đời này. Cái đây hai ngày có một vị sư ở trong nội viện á, tới đây dự đám tang của quý vị và nói đây như là cảnh chư thiên, như là cảnh chư thiên. Quý vị thấy không? Không phải là những bông hoa những cái này đâu, nhưng mà cái khung cảnh nó hiện khởi quý vị. Quý vị đi những cái đám tang mà coi như là khác thôi. Đám tang khác, quý vị chạy nó ảm đạm dữ lắm. Nó thê lương, đúng là từ thê lương luôn. Nhưng mà đây tôi có thấy thê lương gì đâu. Đúng không? Ừ. Cái này nè, nó quan trọng dữ lắm. Vì đó nói như là cảnh chư thiên. Tôi hãy lấy những cái câu nói của các sư để tôi làm đề tài thuyết pháp, gọi là một đề tài, một cái ví dụ gì sống động và thực tiễn. Thấy không quý vị? Thấy không? Với cái hình tướng này thôi mà như đã chư thiên rồi, chứ huống gì là một người mà có sự bố thí với bàn tay rộng mở trong suốt cuộc đời của mình. Và nếu mà những ai mà có cha mẹ bọn sẹn, ki bo bón rít, thì hướng dẫn khuyến khích cho cha mẹ vào bố thí.
thì cha mẹ mình đã ơn đầy đủ cho cha mẹ. Phải vậy ông kia. Và những ai có cha mẹ theo ác pháp, không có giới hạnh, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, men rượu nấu, hướng dẫn khuyến khích cho cha mẹ vào từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, từ bỏ uống rượu, men rượu nấu. Bởi vì giới hạnh này chắc chắn đem lại cho cha mẹ sự an lạc, sự hạnh phúc cho đời này và đời sau. Người có giới hạnh được Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ Kinh, tài sản được tăng trưởng do nhân không dễ vui. Người có giới hạnh được bậc trí, bậc chân nhân thân cận, gần gũi và thương tưởng. Người có giới hạnh do tự thân, tự tâm không thấy một lỗi lầm nào trong cuộc đời này, nên con người này đi đến bất cứ hội chúng nào, dù là hội chúng của những sa môn, bà la môn, hội chúng của những vua chúa, hội chúng của những gia chủ, họ đi đến với tâm không ruột rè, không lo âu, không sợ hãi, không phân vân. Tự thân tự tâm không thấy một lỗi lầm nào hết, không sát sanh, không hại người, không dùng gậy dùng trường sát hại đánh đập chúng sanh khác, nên không sợ báo thù, không có trộm cắp của ai dù một cái kim cộng chỉ, nên không thờ sợ bị vây bắt, chính quyền bỏ tù, ra tòa kết án tù tội, không qua lại với vợ với chồng người khác, chỉ một vợ một chồng chung thủy đến trọn đời. Đi đâu thì cho thiếp đi cùng, mà đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam. Thôi, chỉ một vợ một chồng thôi. Cái con người này nè, không có nói dối, chỉ nói lời chân thật, nên không còn sợ hãi gì nữa hết. Đi đến đâu cũng tự tại ung dung, không rượu men rượu nấu, nên luôn luôn được minh mẫn sáng suốt. Nên cái con người đi đến bất cứ hội chúng nào cũng đi đến với lòng tự tại ung dung, không rụt rè, không lo âu, không sợ hãi, không vân vân. Người có giới hạnh sống được an vui, cần tử nghiệp, tâm không bấn loạn. Cái con người mà sống phá giới đó thôi quý vị, mà đến phúc lâm chung họ hốt hoảng, họ sợ hãi, run sợ. Suy xét về cái nết hạnh của mình, nó quá nhiều cái điều phiền não, quá nhiều lỗi lầm, quá nhiều tội lỗi, làm sao mà an lòng được? Làm sao mà an lòng được? Do vậy, sau khi thân mài hoài mạng chung, người có giới hạnh được sanh lên cõi trời, thiền thú cõi đời này. Đây là năm lợi ích của người có giới hạnh được Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ Kinh. Và ngoài ra nó còn nhiều cái lợi ích nữa. Giống khi nãy đại đức đây cho giới của quý vị đó, phát nguyện đó: Idamme silang nibbanasa bacayo hotu, idamme silang asawa khaya wahang hontu. Nguyện phước lành giữ giới của con hãy là duyên để chứng ngộ niết bàn. Nguyện phước lành giữ giới của con hãy là duyên để đoạn trừ các lậu hoặc trầm luân. Thì sự bố thí này nó trở thành bố thí ba la mật, một trong những 10 cái nhân đưa chúng ta đến bờ giải thoát. Ngoài ra nhiều lợi ích lắm quý vị. Lợi ích gì? Tiếng đồn tốt đẹp được điều truyền đi cho người có giới hạnh, được quần chúng yêu mến và ái mộ này, được chư thiên và loài người yêu mến này, được phi nhân thương tưởng này. Dễ sợ không? Cái vị vua trời Đế Thích nghe, khi mà họ đi ra, khi ngài đi ra khỏi cung là ngài đảnh lễ mười phương, đảnh lễ mười phương. Thì cái vị mà coi như là nài xe, gọi là coi như là hướng xa, coi như là chư thiên là gọi là gì, đánh xe cho vua trời Đế Thích, mới hỏi tại sao ngài là coi như vua của các loài vua mà còn ngài còn đảnh lễ mười phương. Ngài nói ta đảnh lễ những chúng sanh nào mà hiếu đạo với cha mẹ, cái chúng sanh nào mà có lòng tin nơi tam bảo, tin nơi nghiệp và quả của nghiệp. Ta đảnh lễ những chúng sanh nào mà có giới hạnh. Ta đảnh lễ những chúng sanh nào mà sống xả tài. Ta đảnh lễ những chúng sanh nào biết tôn trọng, kính lễ những người trưởng thượng, những bậc đáng tôn kính. Vân vân và vân vân.
Không có thời gian, sư chỉ kể ra những cái chủ đề chính thôi. Đấy, Ngài còn đảnh lễ những người mà hiếu đạo mà. Ngài còn đảnh lễ những người mà có giới hạnh mà. Cái giới hạnh nó cao thường vậy đó. Mà nếu mà cha mẹ chúng ta theo ác giới thì hướng dẫn khuyến khích cho cha mẹ chúng ta vào thiện giới, có giới hạnh, thì chúng ta đã đền ơn đáp nghĩa đầy đủ cho cha mẹ. Và nếu cha mẹ chúng ta là những người mà tà kiến, tà kiến thì nó có hai dạng, tà đoàn kiến và thường kiến. Đoàn kiến là gì? Không còn tin vào nhân quả, không vào tin vào có cái đời này và có đời sau. Sau đời sống này là hết. Một người nằm trong quan tài với bốn người gánh cái quan tài là năm. Nhưng mà cái quan tài của bác Trình Thị Sen này bảo đảm bốn người gánh không nổi. Nó nặng quá. Đúng không? Phải là tám người. Trong kinh Đức Phật dạy bốn người thôi. Vì hồi xưa là những cái quan tài có gì đâu. Là mấy cái cồng tre bây giờ quý vị qua bên Myanmar vẫn còn thấy cái quan tài đó. Mấy cái cồng tre xỏ qua vậy nè quý vị. Nhà nghèo á. Còn không có được cái như là cái vải nữa mà mấy cái bao ni lông màu trắng vây ra. Tôi đã chứng kiến rất nhiều cái đám tang ở bên Myanmar mà. Còn chư tăng là khỏe lắm, vẫn trong mấy cái vải vậy thôi. Đem ra thiêu tại chùa luôn, ở Trường Thiền và Ao đó. Tôi chứng kiến ít nhất cũng 3 lần thiêu chư tăng. Cái đó là đúng là bốn người gánh một người nằm trong quan tài là năm và đi đến năm mồ, thế là chấm dứt một cuộc đời. Không tin vào nhân quả, không tin vào có đời này và đời sau. Trong đời này không tin vào có những vị sa môn, bà la môn chân chánh, chánh hạnh. Đây là đoạn kiến. Và một cái dạng thứ hai là thường kiến. Tin vào có một cái linh hồn này, nó di chuyển từ đời này qua đời kia, từ chỗ này qua chỗ kia, không bao giờ chết. Đó là một tin tưởng một cái linh hồn. Hay tin tưởng vào một có đấng thần linh tạo hóa, có thể ban phước hay giáng họa cho chúng ta. Tin tưởng như vậy gọi là thường kiến. Và hai cái này được gọi chung là đoạn, là thường kiến, là tà kiến. Như vậy là chúng ta phải, cha mẹ mà không có về chánh kiến, không có trí tuệ thì hướng dẫn cho cha mẹ vào hiểu biết về nhân quả, có nhân có duyên, có đời này có đời sau, đi theo cái nghiệp của mình. Và hướng dẫn cho cha mẹ hiểu về chân lý tứ thánh đế, đó là chân lý về khổ, chân lý về nguyên nhân của cái khổ, chân lý về sự diệt khổ và chân lý về con đường đoạn tận khổ đau. Thì như vậy là hướng dẫn cho cha mẹ vào có chánh kiến, vào trí tuệ, thì người ấy đền ơn đầy đủ cho cha mẹ. Quý vị thấy khó hay dễ ta? Khó hay dễ? Không phải dễ đâu, khó lắm quý vị. Nhưng mà làm được, những người con có hiếu làm được. Ở đây chúng tôi thấy gia đình của quý vị nè, bên gia đình của cô Trúc ha, có bác Chính, của sư cô Sona, là gần như là hiểu biết về đạo, về nghiệp và quả của nghiệp. Rồi bố mẹ của anh Hải, của quý vị ở đây, bác Trình Tùy Sen, bác Nguyễn Phú Cường, gặp chư tăng là một sự tôn kính cao tột. Hiếm có người nào có lắm. Bố thí xả tài, có sự cung kính tốt lành. Nếu quý vị đã gần như là một mực nào đó, quý vị đã làm được cái chuyện đó. Tuy nhiên tùy theo phước duyên của mỗi người nữa. Còn mình đã làm hết sức rồi, đúng không? Còn lại tùy nghiệp của mỗi chúng sanh nữa. Còn đó là cái cách chúng ta đã báo ơn được cho cha mẹ rồi. Có lòng tin, có sự xả tài, những cái thiện sự ở chùa đều có tên của bác Nguyễn Phú Cường, ông Trình Thị Sen, rồi ông Vũ Văn Chính, rồi sư bà Sona, vân vân, thân quyến của vị. Như chúng tôi kể là coi như là ngày trai tăng, hai ngày thứ ba và thứ bảy đều là gia đình của quý vị cúng dường. Nên những gia đình là coi như sống với bố thí, với bàn tay rộng mở. Và như vậy là bốn cái cách để đền ơn đáp nghĩa đầy đủ cho cha mẹ. Và bây giờ là không phải khóc nữa, cứ vậy mà làm. Thấy chưa? Cha mẹ mà chưa có lòng tin thì hướng dẫn cho cha mẹ vào có lòng tin. Chưa có giới hạnh thì hướng dẫn cho cha mẹ vào có giới hạnh. Phải không? Chưa có trí tuệ, chưa có sự hiểu biết thì hướng dẫn cho cha mẹ vào có trí tuệ.
chưa có xả tài bố thí hướng dẫn vào mấy mẹ và bố thí, thì coi như là chúng ta đã đền ơn đầy đủ cho cha mẹ. Và thưa quý vị, cha mẹ đúng là bóng mát, là nơi nương nhờ tối thượng cho tất cả chúng ta. Còn cha còn mẹ thì hơn, mà mất cha mất mẹ như đàn đứt dây vậy đó. Tâm trạng của tôi rất là hiểu cái chỗ này, cũng giống như quý vị, cũng giống như tôi thôi, không phải thần thánh gì đâu, hụt hẫng dữ lắm. Phải không kìa? Phải không ta? Trời ơi, không phải mới là lạ. Tôi đây ông sư rồi mà còn cỡ cũng còn bị té tua luôn. Nhớ mà nhớ giá giết luôn. Biết cái chữ nhớ mà không ta? Hiểu không? Nhớ mà là nhớ gì? Nhớ ai? À, nhớ mà nhớ giá giết luôn. Giá giết là nhớ, mà nhớ dữ lắm. Gọi là nhớ giá giết. Bóng thứ hai, mát thứ hai là bóng mát vợ chồng. Thưa quý vị, vợ chồng là bóng mát, là nơi nương nhờ tốt lành. Có cái câu nói nó hơi coi như là gọi là mình gọi là hơi nó giả mang. Cái câu tục ngữ này tôi nói nó hơi giả mang. Tôi hay giờ hay đặt cái từ là hơi giả mang, bởi vì nó dở dữ lắm mà người ta vẫn nói. Anh em thì như tay với chân, mà vợ chồng thì như áo cởi ra là rồi. Quý vị có nghe câu này bao giờ chưa? Có không? Có nghe không? Ai nghe rồi? Nghe rồi đúng không? Nó dở dữ lắm. Tôi nói thiệt quý vị, vợ chồng, vừa rồi tôi ở sân bay, tôi nhìn hai cặp vợ chồng này mà tôi ái mồ luôn. Ông Toàn với bà gì? À, bà Khanh, rồi để tôi nhớ, đừng có nhắc. Ông Kim Kim Khánh với Huyền Trinh, đúng không? Đúng rồi, nhớ rồi đó. Trời ơi, vui vẻ trên sân bay, chụp hình khi xuống sân bay đó. Chưa nghe tin bà mất, chưa nghe tin mất, nghe vừa nghe tin mất là coi như là oà liền, thấy không? Rồi khi mà liệm đó, khi liệm ở đây mà hai bà khóc vì hai ông dỗ về dữ lắm. Cái tình yêu này nè, cái tình yêu này mới gọi xứng đáng là đi đâu rồi cho thiếp đi cùng đó ha. Đói no rồi thiếp chịu, mà lạnh lùng thiếp cam. Cái cặp này có được không ta? Cặp ông Hải với bà Trúc này ngon không? Nói coi, ngon không? Ngon. Mong rằng vậy. Trời ơi, vợ chồng nó tốt lành lắm. Chứ đừng để mà than vãn là từ đây giờ đây tôi mới biết ái tình nó đau khổ, đưa con người tới chỗ đau thương. Biết cái câu này không ta? Giờ đây tôi mới biết ái tình nó đau khổ, mà đưa con người tới chỗ đau thương. Đừng bao giờ thốt lên cái câu này nghe. Đừng lên bao giờ thốt lên câu này. Vợ chồng nó tốt lành lắm. Tôi nói thiệt quý vị, anh em ruột không bằng. Bây giờ chồng hoặc vợ đau, thật ra anh em ruột của mình, bây giờ tôi nói trong gia đình cô Trúc thôi. Bây giờ cô Trúc bệnh hay là anh Hải bệnh đi, chính vợ chồng chăm nhau, chứ không phải là anh em ruột, phải không? Cái đó là thực tế. Hay là cô Khanh đi, cô Khanh bệnh đi, có lẽ ông Hải hay là cô Trúc ở bên này bay qua chăm, mà là ông Toàn chăm, dân ai chăm. Tôi cái chuyện đó tôi rõ biết lắm. Tôi có ông anh ruột, mà nói thiệt chứ ông uống rượu say xỉn suốt ngày, ông dơ dữ lắm, hôi khiếp lắm. Tôi nói tôi tội á, thật mà tôi đàn ông mà tôi ngửi tôi còn ớn nữa. Mà thật ra mà của mấy vị biết, mà mỗi lần vậy đó, say xỉn về đó, chính bà vợ đó được nâng lên đỡ xuống. Tôi đâu có nâng được, anh em tôi đâu có nâng được, chính bà vợ. Rồi đến khi mà bình coi như là ung thư ở trên bệnh viện đó, thật ra nó mấy bà chị tôi với thậm chí tôi đấy này cũng cao lắm, là lên chạy lên là thăm, rồi cho anh này cái lon sữa anh xua là rồi dữ dằn lắm rồi. Còn nâng lên đỡ xuống là ai? Là vợ ông trai. Đấy. Tình nghĩa vợ chồng nó cao thường vậy đó. Chứ không phải mình cứ thấy bình thường được. Tốt lành lắm. Bởi vậy có một cái câu mà tôi hay, hôm nay tôi hay hơi văn chương chút ha. Một đêm mà vợ chồng tròn nghĩa phu thê. Cái câu này nó hay dữ lắm. Quý vị có nghe từng nghe câu này không? Nó hay dữ lắm. Bởi vậy quý vị đã có
ông sư không được coi như là khuyên quý vị ở với nhau hay là từ bỏ nhau gì hết, nhưng mà tôi thuyết pháp thôi, nhớ nha. Thì tôi không có được khuyên là người này phải từ bỏ người kia, rồi người này phải ấn ở người kia. Nhưng mà tôi thuyết pháp tình nghĩa vợ chồng là tốt lành, là cao thượng. Chúng ta phải sống cho nhau tròn nghĩa đến đầu bạc lăng long, chắc chắn là hạnh phúc, lợi ích cho đời này và đời sau. Chư thiên nha, các vị vua trời đế thích họ đảnh lễ cái người chồng mà có cái sự chăm sóc vợ con, dễ sợ vậy đó. Họ đảnh lễ cái người đó, bởi vì hiếm cái con người đó ở đời này lắm các quý vị. Nên quý vị đừng có để chư thiên họ quay mặt đi, nghe không? Thấy không? Chồng phải thương vợ và vợ phải thương chồng, và chồng vợ là bóng mát tối thượng, là nơi nương nhờ tốt đẹp cho quý vị. Và bóng mốc thứ ba đó là bóng mát của Tam Bảo. Khi nãy tôi có đọc cái bài kệ của ngài Xá Lợi Phất tán thán về ơn đức Tam Bảo. Cái bài kệ này tôi cũng đọc khi mà tôi đến viếng bác Trịnh Thị Sen lần đầu khi mà bác đưa về đây. Và sau đó tôi như là chị Trúc và cô Liễu ha, nghe nói cũng đọc những bài kinh, bài kệ để tiễn đưa bà đến hơi thở cuối cùng cùng với gia đình của quý vị. Chính Tam Bảo là nơi nương nhờ tốt đẹp cho tất cả chúng ta. Và chính tôi cũng đã đọc bài kệ này để đưa tiễn mẹ tôi đến hơi thở cuối cùng. Khi tôi đọc bài kệ này chấm dứt thì mẹ tôi cũng tắt thở, và bất kỳ bà vẫn chấp hai tay lên đảnh lễ Đức Phật, và bà tắt hơi thở với bài kệ này. Bởi vì tôi rất thích cái bài kệ mà tôi vừa chia sẻ đến quý vị. Và thưa quý vị, Tam Bảo đúng là bóng mát tối thượng, là nơi nương nhờ cho tất cả chúng ta. Chúng ta có thể ngồi đây nè, từ những dân tộc khác nhau, dân tộc Nepal, dân tộc Khmer. Ở Việt Nam mình có dân tộc Chăm, dân tộc Tài, dân tộc Stẻng ở ngoài miền Bắc, dân tộc Hoa có mặt ở đây, dân tộc Kinh. Mấy o tu nữ cũng từ mọi miền đất nước về đây. Gia đình của quý vị có mặt ở đây trong cái khung cảnh này để chia sẻ yêu thương và sự hiểu biết. Nếu mà không có Tam Bảo, chúng ta không thể ngồi đây được, thưa quý vị. Chính bóng mát Tam Bảo đã đưa chúng ta lại gần nhau, đưa chúng ta đến đây để chia sẻ, để san sẻ những yêu thương tốt lành, những hiểu biết tốt đẹp. Và kính thưa quý vị, Tam Bảo là bóng mát tối thượng, là nơi nương nhờ tối thượng cho tất cả chúng ta. Với công đức nào phát sanh do thuyết pháp, xin dâng lên chư đại đức tăng, chia phước đến quý cô tu nữ, chia phước đến toàn thể chư Phật tử đang hiện diện nơi đây cùng thân huyên quyến. Xin hồi hướng công đức đến cho bà Trịnh Thị Sen, cầu mong cho bà hoan hỷ về đây hướng tâm thọ nhận công đức này. Sau khi thọ nhận rồi, được an vui trong cảnh giới của mình, được kết quả làm người, quả trời cùng quả an vui. Với công đức nào mà các gia đình thí chủ có được từ đời quá khứ đến đời hiện tại nay, cũng như chư tăng tu nữ có được từ đời quá khứ đến đời hiện tại nay, xin dâng lên ngôi Tam Bảo quý cao, dâng lên chư đại đức tăng. Xin chia phước đến cho các gia đình thí chủ, xin chia phước đến quý cô tu nữ, xin chia phước đến vua trời Đế Thích, các ngài tứ đại thiên vương cùng tất cả chư thiên chư phạm thiên trong 10 muôn triệu thế giới Ta Bà. Chư thiên đang ngự trị tại các thiền viện thuộc thiền viện Nguyên Không, chư thiên đang hộ trì chánh pháp, chư thiên đang hộ trì Đức Ngọc Xá Lợi, chư thiên đang hộ trì cho mỗi chúng tôi tu tập hàng ngày, chư thiên đang hộ trì tôi, chư thiên đang ngự trị và hộ trì tại tư gia của gia đình thí chủ. Cầu mong các ngài hoan hỷ thùy hỷ với công đức nào mà chúng tôi có được để được an vui trong cảnh giới của quý ngài, cùng với các vị có đại oai lực, có đại thần lực. Cầu mong quý ngài hãy nhận lãnh những cái công đức nào mà chúng tôi có được để được an vui trong cảnh giới của quý ngài, và cầu mong quý ngài hãy hộ trì bảo trợ trời duyên
đến cho bà Trịnh Thị Sen, cầu mong cho bà hoan hỷ về đây thọ nhận công đức này, để được an vui trong cảnh giới của mình, được kết quả làm người, quả trời cùng quả an vui. Đến bà Trịnh Thị Vân, Trịnh Văn Tích, Nguyễn Thị Mẹo, Dương Văn Tới, Trần Thị Vỡ, Trịnh Văn Đát, Dương Thị Sàng, Trịnh Thị Hoa, Trịnh Văn Thành, Trịnh Văn Bưng, Ngô Thị Đỡ, ông Võ Văn Trắng, bà Trịnh Thị Bạch Huệ, ông Võ Văn Lực, bà Nguyễn Thị Huyền Linh, Nguyễn Thanh Tịnh, Nguyễn Phước Báu, Nguyễn Trí Tuệ, các thai nhi Nguyên Tâm, Nguyên Trí, Nguyên Tình, ông Vũ Văn Chính, Đặng Trần Hồ, Vũ Thị Hời, Nguyễn Văn Đại, Trần Thị Cang, Hàn Thị Bồ, bà Nguyễn Thị Tị, Nguyễn Thị Mừng, Nguyễn Văn Truyện, Bùi Quang Hòa, Bùi Quang Quý, Bùi Quang Tiến và vợ Lê Văn Nghĩa, Dương Thế Văn, Ngô Thị Bạch Tuyết, Vũ Viết Từ, Đặng Trần Thúy, cùng cửu quyền thất tổ. Ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên đã quá vạn của gia đình thí chủ, đến bà Mai Thị Gái cùng thân quyến đã quá vạn cùng tất cả chúng sanh cần phước báo. Tất cả chúng sanh đang ngự trị trong ngôi nhà này, trong vùng đất này, đang ngự trị tại tư gia của các gia đình thí chủ, anh hùng, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, các chúng sanh đã tử nạn tại cơn bão lũ miền Bắc vừa qua, các chúng sanh đã tử nạn trong cơn Covid-19. Cùng tất cả các vị Atula Càng Thác Bà, ngạ quỷ, những vị khuất mặt khuất mày đang ngự trị trong ngôi nhà này, trong vùng đất này, đang ngự trị tại các nơi, tại đất nước Việt Nam, đất nước Úc, đất nước Hoa Kỳ và trên quả địa cầu này, cầu mong cho tất cả hoan hỷ tùy hỷ về đây thọ nhận công đức này. Sau khi thọ nhận rồi, được an vui trong cảnh giới của mình, được kết quả làm người, quả trời cùng quả an vui. Và cũng cầu mong các ngài hồng ấn tam bảo, phước báo các vị chư thiên, chư phạm thiên, các vị có đại oai lực, có đại thần lực, xin gia hộ độ trì cho ông Nguyễn Phú Cường, đại gia đình Hải Thanh Trúc, gia đình của Huyền Nhung Bá Trắc, gia đình Huyền Khanh Ngọc Toàn, gia đình Huyền Trang, gia đình Huyền Trinh Kim Khánh, gia đình của Nguyễn Phú Sơn, gia đình của Huyền Trân, cùng con cháu thân quyến còn đang hiện tại, cùng tất cả chư Phật tử đang hiện diện nơi đây cùng thân quyến, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui, thoát khỏi bệnh tật ốm đau, được an vui hạnh phúc lâu dài và thành tựu được năm điều hạnh phúc: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, nhất là có trí tuệ sáng suốt, tinh tấn tu hành để cuối cùng đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Đa Giá, Nam mô Đamma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Sa đu sa đu sa. Cung thỉnh chư đại đức tăng, quý cô tu nữ cùng tụng kinh hồi hướng công đức đến cho bà Trịnh Thị Sen cùng cửu quyền thất tổ, và tụng kinh an lành đến thân quyến còn đang hiện tại. Sắc ghê ca mê cha rô bê ghi đê si kha ra ta tê chan ta li khê quỷ ma nê đi bê ra thê cha ga mê ta ru a na ga ha nê ghê a va thâm hi khê tê phum ma cha yan tu đê wa cha la ta la quỷ sa mê ya kha gan ta ba na ga ti thanh ta san ti kê yang mô li wa ra qua cha năng sa ta vô mê su nan tu tham ma sa qua na ca lô a yam pha đàn ta tham ma sa qua na ca lô a yam pha đàn ta tham ma sa qua na ca lô a yam pha đàn ta nam mô ta sa ba ga qua tô a ra tô sa ma sa bồ ta sa nam mô ta sa ba ga qua tô
Arahato Samma Sambuddha Sanamo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sanamo Iti Biso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vecha Charana Sambando Sugato Loka Vidu Anuattaro Burisa Dhamma Sarati Sattha Deva Manu Sanang Bhutto Phagavati Swakato Phagavata Dhammo Sangditiko Akaliko Ebasiko Obanayiko Bajatang Veditabbo Gwinyo Etisubati Bando Phagavato Sawakasango Ochobati Bando Phagavato Sawakasango Nyayabati Bando Phagavato Sawakasango Sami Chibati Bando Phagavato Sawakasango Dạ đi đăng cha ta đi bu ri sa yu ga ni a ta bu ri sa bo ga la e sa pa ga wa to sa wa ka sang go a hu nai yo ba hu nai yo da khe nai yo an cha ri ka ra ni yo a no ta rang bon nya khe tang lo ka Karani yama taku sale na yang tang san tang badang avisame cha sako ucho cha su cho cha su va cho cha samudo anatima nei santo sako cha su va ro cha bage cho cha san lau ga vu ti san tin ri yo cha ni ba go cha ba ga pho ku le su ananu ge to na cha khuất đăng sa ma cha rê kinh chi dê na quỳnh nhu ba rê u ba qua đầy dôn su khi nô qua khê mi nô hôn tu sa bê sa ta pha quan tu su khi ta ta dê kê chi ba na phụ ta tị ta sa qua ta qua ra qua a na qua sê sa đi ga qua dê ma hẳn ta qua mát chi ma ra sa ka anu ka tu la di ta wa ye cha ni ta ye cha du re wa san ti a we du re phu ta wa sam pha we chi wa sa be sa ta pha wan tu su ki ta ta na ba ro ba rang ni ko be ta na ti ma ye ta ka ta chi năng kinh chi ya ro sa nya ba ti ga san nya nan nya man nya sa do kha me chay ya ma ta ya ta ni yang bu tang a yu sa e ka bu ta ma nu ra khe e wam bi sa ba phu te su ma na san pha wa ye a ba ri ma nang me tang cha sa ba lo kas min ma na san pha wa ye a ba ri ma nang o tang a to cha ti ri yang cha sam ba tang a we rang a sa ba tang ti tan cha rang ni sin no wa sa ya no wa ya wa tang sa vi ga ta mi to e tang sa tin a ti thay ya ram ma me tang vi ha rang i da ma u di tin cha nu ba gam ma si la va dat sa ne na sa đô ca mê su quỳ này và ghê tăng này cha tu gặp bà xây văn bù ra rê tê tê a đa si mê a ca si mê nhà tì mê ta sa kha cha mê bê ta năng đạt ki năng đạt cha bơm bê ca ta ma nu sa năng
nay ruột nhân qua sô cô qua gia quan nha bà ri đê qua na na tăng bê ta na ma ta gia e quan ti tan ti nha ta vô a dặn cha khô đà khi năng định năng sẵn khăn ni su ba ti thi ta đi gà ra tăng ni ta gia sa ta sa lu cho u ba ca ba ti so nha ti tam mô cha giang ni đa si tô bê ta na bu cha cha ca ta u la la ba lăng cha bi khô na ba nô ba định năng tùm hê hi buồn nhang ba su tăng ana ba khan ti ya ta wa ri wa ha bu ra ba ri bu ren ti sa ga năng e wa me quay tô định năng bê ta năng u ba ca ba ti chi tăng ba chi tăng tụm mang khi ba mê wa sa mê chan tu sa bê bù ren tu sang cấp ba chan đô ba na ra cho ya tha ma ni cho ti ra so ya tha sa mi ti yo quy wa chan tu sa ba ro go quy na sa tu ma te pha quan toàn ta ra yo su khi đi ga dù có phá qua a phi qua đà na si li sa ni chăng vô tha ba cha di nô cha ta rô tha ma qua than ti a du qua nô su khăn ba lăng cha gian tô bồ ti ya mô lê sạc gia năng nan di qua ta nô e quan toàn quỳ cha vô hồi cha giác su cha già măng gà lễ a ba ra chi ta ban la khe si se ba ta quy ba kha re a phi se ke sa ba bu ta năng áp ga bạc to ba mo đa ti su nạc khắc tăng su măng gà lăng su ba pha tăng su hô tê tăng su kha nô su mô hô tô cha su ye tăng râm ma cha ri su ba đắc khi năng ca và cảm măng quả cha cảm măng bà đa khi năng bà đa khi năng mà nô cảm măng bà ni thi tê bà đa khi na bà đa khi na ni ca toa na la phan ta tê bà đa khi nê. Các báu vật trong thế gian có nhiều thứ nhiều loại. Các báu vật ấy chẳng sanh bằng Phật báu đâu. Vì thế cầu mong sự hạnh phúc phát sanh đến người. Các báu vật trong thế gian có nhiều thứ nhiều loại. Các báu vật ấy chẳng sanh bằng Pháp báu đâu. Vì thế cầu mong sự hạnh phúc phát sanh đến người. Các báu vật trong thế gian có nhiều thứ nhiều loại. Các báu vật ấy chẳng sanh bằng tăng báu đâu. Vì thế cầu mong sự hạnh phúc phát sanh đến người. Xin cho tất cả điều nguy khôn được tiêu tan. Những khổ não của người đều yên lặng. Nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Phật. Vì lòng tôn kính Phật bảo như món linh dược quý cao. Là lợi ích đến chư thiên và nhân loại. Xin cho tất cả điều nguy khôn được tiêu tan. Những lo sợ của người đều yên lặng. Nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức ta. Vì lòng tôn kính Pháp bảo như món linh dược quý cao. Là Pháp trấn tĩnh điều phiền não. Xin cho tất cả điều nguy khôn được tiêu tan. Những bệnh tật của người đều yên lặng. Nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Tăng.
vì lòng tôn kính tăng bảo như món linh dược quý cao đáng cho người cúng dường và quang linh tôn trọng. Thế Tôn lời dạy tỏ tường năm điều quan tưởng phải thường xét ra, ta đây phải có sự già thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn, ta đây bệnh tật phải mang thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành, ta đây sự chết sẵn dành thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ, ta đây phải chịu phân ly nhân vật quý mến, ta đi biệt mà ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Những người đã làm được việc lành trong hoàn cảnh nào, trước hết phải tưởng nhớ đến cha mẹ đã qua vãng, lại phải tưởng nhớ đến chư thiên ngự trong các nơi, nhất là ngự trong nhà, mà chẳng nên bọn sen, nên làm việc phước thi. Lại phải tưởng nhớ đến Tư Đại Thiên Vương, hộ trì bốn châu thiên hạ, một là Đức Vua Cứu Quê Ra, hai là Đức Vua Đan Ta Ran Ta, ba là Đức Vua Quý Rôn Ba Ca, bốn là Đức Vua Quý Rôn Na Ca, là Chúa Cả Chư Thiên có đủ sự sáng cả. Chúa Chư Thiên ấy nếu được người cúng dường do phép hồi hướng, người đã làm được việc lành do phép hồi hướng ấy, chẳng phải không hiệu quả mà chắc thật được sự quả báo. Nếu đã kỳ đà na ấy mà người đã cúng dường rồi là phước thi đến chư tăng, đã kỳ đà na ấy mới được kết quả lợi ích lâu dài đến những quyên thuộc đã qua vãng, do nhờ hiệp theo duyên cơ sự cúng dường mà thí chủ làm trong lúc hiện tại đây, cầu mong cho được kết quả đến những người đã qua vãng, cầu mong các quả lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tựu kịp thời đến người, cầu mong những sự suy xét chân chánh cho được tròn đủ đến người, như trăng trong ngày rằm bằng chẳng vậy, cũng như ngọc mani chiếu sáng rỡ ràng, là ngọc quý báu có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện. Ba quan tu sa ba mang ga lăng ra khan tu sa ba đê qua ta sa ba bùa ta nu pha quê na sa đa so ti pha quan tu tê pha quan tu sa ba mang ga lăng ra khan tu sam ba đề qua ta sam ba đam ma nu va quê na sa đa so ti pha quan tu tê pha quan tu sam ba mang ga lăng ra khan tu sam ba đề qua ta sam ba sang ga nu va quê na sa đa so ti pha quan tu tê tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu mong chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu mong cho các thiền tín được sự lợi ích
được sự an vui, được sự tân hóa trong đường Phật đạo. Cầu mong cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thầy. Cầu mong cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Văn kinh chư cô sa la cam măng ca ta băng cư ri văn ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng ye san ta san nhị no an thi ye cha san ta san nhị no ca tăng bun nhập pha lăng mây hàng sam bê pha ghi pha quan tu te ye tăng ca tăng su quy đi tăng điện năng bun nhập pha lăng ma ya ye cha tan ta na cha nan ti đê qua gan toa ni quê đa dung sạp bê lô căn mi dê sát ta chi quanh ta ha ra hê tu ca ma nhuôn nhàng phô cha năng sạp bê là phản tô ma ma chê ta sa ti. Con xin hồi hướng phước này thấu đến quyên thuộc nơi đây cho tường, cùng là thân tính tha phương hoặc đã qua vãng hoặc thường hiện nay. Chúng sanh ba giới bốn loài, vô tưởng hữu tưởng chẳng nài đâu đâu. Nghe lời thành thật thỉnh cầu, xin mau tụ hội lãnh thâu quả này. Bằng ai xa cách chưa hay, cầu xin thiên chúng mắt ngay với cùng. Thấy điều thọ lãnh hướng chung, dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai. Nguyện nhiều tăng chúng đức tài, đạt thành thánh quả hoằng khai đạo lành. Nguyện cho Phật Pháp thành hành, năm ngàn năm chẳng phước lành thế gian. Akasattha cha phum matha de wa na ga ma he ti ka bun nhan no anu mo dang tu chi rang rang khan tu sa sa nang rak khan tu no ga ro rak khan tu nya ta yo rak khan tu ma ni no rak khan tu no sa da. Sabbe satta awe ra hon tu sukita hon tu nim dun kha hon tu ap ya ban cha hon tu aniga tu di ga yu kha hon tu aroga hon tu sabani thi samin chan tu suki atta nang bariharang tu dukkha batta chani đốt ca ba yam ba ta chani pha ya so ca ba ta chani so ca hon tu sa bê bi ba ni no y đăng no nha ti năng hô tu su ki ta hon tu nha ta yo y đăng qua ta mê bùn nhân a sa quan kha ya qua hằng hô tu a na ga te ca lê. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyên thuộc đã qua vãng. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin chia phước đến thân bằng quyên thuộc còn tại tiền. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Xa thu xa thu xa thu xa được xa. Dạ kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý cô tu nữ, gia đình chúng con xin đảnh lễ tri ân chư đại đức tăng. Không phải mà tự nhiên chư đại đức tăng đến với gia đình con, tụi con biết rằng chư đại đức tăng rất là
thương quý gia đình chúng con. Cho nên chư Đại Đức Tăng đã bỏ thời gian của các vị để dành tu tập mà cho thời gian đến chúng con, đến chi phước cho má chồng con là bà Trịnh Thị Sen và cho phước đến má con cùng tất cả thân bằng quyến thuộc của con, cho tụi con được nghe pháp, cho chúng con được sinh giới, cho chúng con được thấy những điều thiện lành tốt đẹp nhất, là một cái kỷ niệm cho người ra đi cũng như người ở lại. Chúng con biết rằng chư Đại Đức Tăng rất là thương quý gia đình chúng con, và chúng con cũng hiểu rằng là mình có phước nhiều đời cho nên mới là được như vậy. Mong rằng từ giờ cho đến hơi thở cuối cùng, chúng con nguyện là luôn hộ tăng cho đến hơi thở cuối cùng, khi nào còn hơi thở thì còn hộ tăng, còn làm những việc phước đức để đáp đền ơn chư Đại Đức Tăng đã cho đến gia đình chúng con, cũng như là làm hành trang cho chúng con trong suốt sanh tử luân hồi. Chúng con biết là Đức Phật, những cái lời Đức Phật dạy, những lời chư Tăng dạy là món quà cho chúng con, nhưng mà cái sự thực hành pháp của chúng con là cái sự cúng dường của chúng con đến chư Phật, đến chư Tăng. Mong chư Đại Đức Tăng hoan hỷ chứng minh cho lời của chúng con ạ. Sa thu, sa thu, sa thu. Và chúng con có những cái lỗi lầm nào trong cái buổi lễ hôm nay, cũng như trong suốt thời gian qua chúng con có lỡ phạm đến chư Đại Đức Tăng với cô tu nữ, cầu mong chư Tăng cùng quý cô, cùng đại chúng, cùng gia đình hãy tha thứ lỗi cho tất cả chúng con. Sa thu, sa thu, sa thu. Thank you.
trắng trên ngàn, tóc mẹ bạc trắng vì con một đời, lệ rơi ướt đẫm mi xa vì con mẹ đã.